Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga nhé. Trước tiên hết thì Nga xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và hôm nay là tối của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Và Nga cũng có một đôi điều cần muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn. Và đôi khi hổm rày các anh chị và các bạn, thật sự ra là cái này mình không phải là mình muốn đề cập đến những cái sự việc mà đã xảy ra không hay vào những ngày vừa qua. Nhưng ở đây mình đang muốn tập trung đến một cái điều. Nghe biết rằng tất cả các anh chị và các bạn sẽ có người biết anh Khoa Bất, nhưng mà cũng có một số anh chị và các bạn cũng không biết. Nhưng mà ở đây mình muốn đưa ra một cái gọi là bên một cái trường hợp để mà mình phân tích, và mình sẽ hiểu là tại sao mà các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mà bạn Khoa Bất này thành công trong lĩnh vực làm YouTube hay không. Và sau những cái sự việc mà xảy ra giữa anh ta với lại Aroma Resort, thì thật sự ra đối với bản thân Nga thì Nga không có gọi là có nghĩa là không phải là mình muốn đề cập cái việc này, nhưng mình chỉ hỏi là ủa tại sao là anh này là một cái người thanh niên trẻ mà anh ta lại có thể thành công trong lĩnh vực YouTube. Và thế là Nga mới đi tìm hiểu mọi thông tin, và Nga mới liên tưởng mọi thứ lại với nhau. Và cái này là theo cái cách suy nghĩ của mình thôi, nhưng mà Nga cũng muốn đưa ra để mà chúng ta cùng tìm hiểu, và qua đó chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm cho mình để mà mình có thể làm được những cái điều mà mình thấy sẽ giúp cho ích cho mình trong những công việc. Ví dụ như đối với từng anh chị ở đây, Nga không nói đúng hay sai, nhưng có một số anh chị sẽ sử dụng những cái hình ảnh thương hiệu cho YouTube để mà làm những công việc quảng bá cho mình. Rồi có những anh chị sẽ thực hiện những cái chính sách như là MMO, là marketing online. Và đây là một YouTube là một trong những cái kênh mà mình thấy là nó dễ dàng. Và chính bản thân Nga mới đầu Nga cũng không có tin, nhưng khi Nga được tìm hiểu và Nga được nghe những người bạn của Nga ở chỗ mà Nga làm giống như cộng tác hồi lúc trước ở bên Mỹ, và hiện giờ người ta cũng đã đang chuyển đổi mọi thứ sang từ từ sang các lĩnh vực YouTube. Và các anh chị thấy là không phải là chỉ có mọi người, mà các anh chị để ý thôi, hiện tại bây giờ tất cả các đài truyền hình hầu như đều có channel trên YouTube cả. Ví dụ như Nga nói, ví dụ như đài truyền hình của Hồng Kông cũng có, rồi Việt Nam mình là đa số hầu như đã đưa lên. Và ngay cả ở những nước, kiểu như Nga nói là khắp tất cả các nơi trên thế giới họ đều đổ xô vô đó. Và chúng ta là một người bình thường thì chúng ta có thể hay không? Và qua đó là những hình ảnh của Khoa, và Nga mới tìm hiểu và Nga thấy là chắc chắn là chúng ta có thể. Rồi bây giờ Nga xin kể sơ lược lại về lịch sử của anh Khoa Bất nha. Và hầu như các anh chị đều biết là anh Khoa Bất hết. Và Nga cũng kể ngắn gọn thôi. Anh ta tên là Nguyễn Khoa Ham. Sinh năm thì mình không rõ là tầm chính xác, nhưng có chỗ thì ghi là anh ta sinh năm 1993. Nói tóm lại là mình không cần biết rõ anh ta như thế nào, nhưng mà chỉ biết anh ta là một thanh niên trẻ tuổi và anh ta đã thành công trong lĩnh vực này. Giai đoạn đầu khi mà Khoa Bất đã tiến vô cái lĩnh vực mà YouTube, thì trước khi tiến vô lĩnh vực YouTube thì anh ta là một cái người IT. Và sau khi anh ta làm công việc IT với một cái thu nhập tầm khoảng 1.000 đô một tháng, thế là Khoa cũng có khuynh hướng muốn trở lên kinh doanh. Và khi ấy thì anh ta mới biết tiếp cận được cái lĩnh vực YouTube. Và anh ta rất yêu thích một cái loài chó mà Nga được tìm hiểu, đó là loài chó Bất. Và sau đó anh ta mở một cái cửa hàng Pet Store, có nghĩa là buôn bán những cái phụ kiện dành cho thú cưng, cộng với cái việc mà anh ta quay những cái đoạn clip nói về cái con chó Bất đó. Và anh ta bỏ ra một cái khoản tiền để đầu tư. Nhưng những cái tiền mà anh ta bỏ ra đầu tư và những cái tiền mà anh ta thu lại từ trên YouTube đó, thì cái số lượng đó nó không đủ để cho anh ta có thể phát triển lên. Giống như là anh ta thấy là cái nguồn thu nó không ok lắm. Thế là sau đó Khoa mới quyết định một cái sự quyết định, anh thấy là thật sự là đó là một trong những quyết định sáng suốt.
là sau đấy anh ta chuyển sang một cái lĩnh vực, đó là anh ta chuyển sang lĩnh vực mà về quảng cáo, về nhà hàng, giống như là những cái địa điểm ăn uống nổi tiếng, rồi những địa điểm ăn uống mà người ta nói là đặc biệt ngon này kia, hoặc là những cái nơi đó đặc biệt, rồi những cái khu resort, rồi những cái chuyến đi chơi của anh ta ở khắp vùng miền trên đất nước, rồi ngay cả ở nước ngoài, rồi ngay cả việc anh ta đi mua sắm mọi thứ, ngay cả những cái clip mà anh ta mua sắm về đồng hồ Rolex, ăn cái vịt quay Bắc Kinh gì, đại khái là như thế. Thì các anh chị có thể tìm hiểu ở trên trên online và trên những cái channel YouTube của anh ta. Và những cái sự việc không may xảy ra anh ta trong tuần vừa qua thì đó là cái vụ Aroma Resort, thì cái đó Nga không muốn đề cập. Thì Nga biết tất nhiên là trong số tất cả mọi người ở đây có anh chị biết và có anh chị chưa biết, thì cái đó mình không nói là đúng hay sai, tùy mọi người. Ví dụ anh chị thích thì các anh chị tìm hiểu, nhưng Nga chỉ nói là cái sơ lược về cái sự việc của anh Khoa, có nghĩa là anh Khoa đã chuyển đổi cái gọi là cái công việc của mình. Ví dụ như tất cả các anh chị làm ăn thì các anh chị cũng có thể là chuyển đổi từ cái giai đoạn này sang một cái giai đoạn khác, và Khoa cũng vậy. Khoa đã chuyển, thay vì mình làm những công việc làm ăn phải không, thì bây giờ anh ta vừa làm ăn và anh ta vừa quay phim, thì bây giờ anh ta chuyển một cái khuynh hướng là không có còn quay nhiều về cái những cái loại thú cưng, mà những cái cuộc chơi vui chơi giữa anh ta và con thú cưng của anh ta, và anh ta chuyển sang cái đó là về lĩnh vực mà giống như ngày nãy Nga nói là về ăn uống nhà hàng khách sạn. Rồi cái đó là Nga đưa ra cái tình giống như là cái tình tiết như thế. Và bây giờ Nga cũng xin nói sơ qua một cái nữa mà hầu như tất cả các anh chị và các bạn đều biết, là trong cuộc sống con người chúng ta thì chúng ta đều trải qua một cái nhu cầu rất là bình thường nhất, có nghĩa là các anh chị biết là cái tháp Maslow phải không? Thì bây giờ trước tiên á, Nga nói là cái tháp Maslow này một chút xíu. Thì những cái người mà làm về marketing á, thì người ta luôn luôn người ta là nghiên cứu rất kỹ các anh chị, nhu cầu thỏa mãn và tạo ra một cái nhu cầu mới cho người tiêu dùng. Và nhu cầu đó thì mình sẽ phân ra là thí dụ như nhu cầu cần nè, có nghĩa là tôi cần nè, tôi muốn và tôi thích. Thì những cái gì chúng ta cần hầu như là chúng ta phải là làm cho bằng được, chứ không làm cái việc đó là không được. Rồi còn cái việc thích, ví dụ như các anh chị nói là các anh chị thích đi shopping đi nghe, ví dụ như đi mua sắm, thì nếu như các anh chị được đi mua sắm thì vui, còn không đi mua sắm thì hơi buồn thôi. Nhưng cái cần là cái quan trọng nhất. Rồi đến tiếp nữa là các anh chị biết cái tháp Maslow là một cái tháp là hầu như là mọi người chúng ta trong xã hội đều có nằm trong cái tháp này hết cả. Có nghĩa đầu tiên là cái tháp Maslow chia ra 5 phần. Thứ nhất là nhu cầu sinh lý, có nghĩa là trong đó giải quyết những cái vấn đề, những cái sự việc như là ăn, ở, rồi ngủ, nghỉ, hít thở, không khí này của con người, và làm cho con người tồn tại. Cái đó là nhu cầu cơ bản nhất, và nó ở mức độ là thấp nhất, và mọi người ai cũng phải trải qua cái đó hết. Rồi cái cao hơn một chút đó là nhu cầu an toàn và an ninh, có nghĩa là sau khi các anh chị đã đáp ứng được nhu cầu ăn ở ngủ nghỉ này kia mọi thứ rồi, có nghĩa nhu cầu mà gọi là sinh lý của con người á, thì khi đó các chị nâng cái cấp độ lên là khi bây giờ an toàn và an ninh, có nghĩa là các anh chị sẽ ăn uống, thí dụ như các anh chị nãy là mình ăn uống bình thường phải không, thì bây giờ mình có điều kiện thì mình sẽ nâng cái chuẩn mình lên, có nghĩa là mình sẽ ăn uống là ngon hơn, sạch sẽ hơn. Có nghĩa ý Nga nói sạch sẽ đây là có nghĩa là cái loại thực phẩm của mình, có thể là mình chọn thực phẩm là organic hay thực phẩm sạch, trồng sạch này kia, thì cái đó mình sẽ được nâng lên. Và an ninh nữa, có nghĩa là thí dụ như các anh chị đi đâu đó, thì thí dụ như nếu như trường hợp mình nhu cầu đầu tiên á, mình thí dụ mình không có đủ về tài chính thì mình chỉ ở bình thường thôi, nhưng một khi các anh chị đã có tài chính được ổn định và cao thì các anh chị sẽ nâng cái chuẩn lên, có nghĩa là các anh chị sẽ chọn những nơi ở đẹp đẽ sang trọng này kia để mà mình tận hưởng cái kỳ nghỉ của mình. Rồi cái thứ ba của tháp Maslow đó là nhu cầu được tôn trọng, có nghĩa là trong xã hội, có nghĩa là sau khi mình đáp ứng được những nhu cầu kia, khi mà mình đã an toàn và mình có một cái gì mình muốn nâng bật lên là mình muốn được sự tôn trọng của mọi người.
Kế tiếp là cái thứ tư, đó là nhu cầu, giống như là một cái nhu cầu được chết rồi, Nga xin lỗi. Cái có nghĩa là cái hồi nãy Nga nói là nhu cầu xã hội trong xã hội, bây giờ đến là cái sự tôn trọng của mình. Có nghĩa là sau khi mình đáp ứng những nhu cầu kia thì cái nấc của con người mình sẽ tăng lên. Và cái thứ năm đó là nhu cầu chứng tỏ bản thân mình. Rồi bây giờ Nga chỉ focus hai cái nhu cầu đầu tiên, đó là nhu cầu sinh lý và ăn ở ngủ nghỉ, và nhu cầu an toàn và an ninh này kia. Thì trong cái tháp Maslow thì các anh chị thấy cái nhu cầu đầu tiên là cái nhu cầu mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất, và hầu như ai trong chúng ta đều trải qua hết. Và cái nhu cầu thứ hai cũng vậy, là khi chúng ta đạt một mức thì chúng ta sẽ nâng bậc lên, là chúng ta sẽ muốn là một việc là được an toàn và sạch sẽ. Có nghĩa là giống như nãy nó nói rồi, ăn uống phải bảo vệ sức khỏe này kia. Do đó thì mình thấy rõ ràng hai cái nhu cầu đó là hai cái nhu cầu cơ bản nhất. Và bất cứ cái lĩnh vực gì cũng vậy, các anh chị sẽ để ý coi là khi mà cái lĩnh, giống như là hai cái nhu cầu đó hầu như ai cũng muốn tìm kiếm. Thí dụ như khi các anh chị nghỉ lễ, các anh chị cũng phải muốn là tìm ăn uống ở đâu cùng gia đình, đó là nhu cầu cơ bản. Rồi khi ăn uống phải ăn uống ngon, đó là nhu cầu mình muốn nâng bậc mình lên ở nhu cầu thứ hai. Và khi các anh chị nghỉ lễ thì các anh chị sẽ đi chơi cùng gia đình, thì các anh chị nếu như anh chị có tiền thì mình chỉ đi chơi gần gần, hoặc là mướn những cái khách sạn mà gọi là giống như mà đủ để mình ngủ nghỉ, đảm bảo cái nhu cầu bình thường đi nha. Ví dụ như, nhưng mà khi các anh chị có tiền thì các anh chị sẽ nâng lên là các anh chị sẽ ở khách sạn 1 sao 2 sao, có nghĩa khách sạn 2 sao 3 sao 4 sao hay 5 sao, tùy cái túi tiền của mình. Và khi đấy thì Nga mới sâu lại một cái chuỗi, và Nga mới thấy thì ra anh Khoa này, anh ta, có nghĩa là ở đây Nga không nói đúng sai nha, Nga không biết anh Khoa lúc đó có suy nghĩ hay không, nhưng mà khi mình sâu lại mọi thứ mình mới thấy anh này rất là ok, anh này rất là hay, có một sự lựa chọn sáng suốt trong cái việc mà chuyển đổi. Cái việc mà mới đầu là những video clip của anh ta là nói về cái sự anh ta yêu thích thú cưng và anh ta muốn bán đồ những linh kiện cho thú cưng, sang một cái mà hầu như mọi người ai cũng quan tâm, đó là ăn uống ngủ nghỉ vui chơi. Có nghĩa là anh ta quay những cái clip về chỗ ăn uống ngon, hoặc là những cái chỗ ăn uống mà những cái món ăn mà gọi là mà giống như là mang tính chất mà của hương vị dân tộc này kia. Rồi anh ta quay những cái đoạn clip về những cái nhà hàng, khách sạn, rồi những cái cuộc mà anh ta mua sắm, có nghĩa là anh ta đã nâng bậc lên. Nghe ví dụ như cái đoạn clip anh ta quay là anh ta đi mua đồng hồ Rolex đi, nghe ví dụ đi, thì cái đó là một trong những cái nhu cầu, có nghĩa là khi mà anh ta có được tiền, anh ta muốn chứng tỏ mình đây có tiền, mình muốn chứng tỏ là mình có khả năng có thể mua được những điều đấy. Và có nghĩa là các anh chị thấy là rõ ràng Khoa rất là thông minh trong việc vận dụng tháp Maslow. Cái đó là theo cái quan, có nghĩa là tùy anh chị thôi, nhưng mà theo Nga nhận định và Nga tìm hiểu những cái gì mà anh Khoa đã làm và anh ta đã ghi nhận lại mọi thứ, thì khi đấy thì cách đây khoảng chừng 2 ngày 3 ngày trước thôi, tự nhiên mình đột nhiên mình ngồi suy nghĩ đấy. Wow, sao anh chàng này hình như có cái gì đó mà mình thấy nó hơi là lạ từ cái khuynh hướng này, anh ta chuyển sang một cái khuynh hướng khác, mà cái khuynh hướng đó đại trà hầu như ai cũng tập trung vào, và anh ta không đưa cái của anh ta thích mà anh ta đưa cái của người ta cần và người ta thích để trong đoạn clip của anh ta. Và khi ấy thì cái số lượng người sẽ view và theo dõi và muốn tìm hiểu về những cái chuyến đi của anh ta rất là cao. Do đó đây là một số điều mà Nga thấy và Nga cảm nhận được con người, giống như cái cách thức mà anh Khoa đã làm việc, và anh ta đã dùng cái những cái đó để đáp ứng trong cái việc mà lên những cái hình đó lên trên YouTube. Và mọi người chúng ta qua cái tình huống này thì chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để mà có thể hỗ trợ cho mọi thứ. Và Nga cũng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Và Nga chỉ tóm lược là đây là một trong những điều mà Nga thấy là nguyên nhân là tại sao Khoa có thể phát triển được lĩnh vực YouTube của mình. Thì các anh chị cứ nghĩ đi, nếu như chúng ta là con người, chúng ta phát triển bất cứ, không phải Nga nói lĩnh vực YouTube mà bất cứ lĩnh vực gì, nếu như chúng ta nắm được nhu cầu của con người trong tháp Maslow, chúng ta hiểu được là chúng ta sẽ có thể làm được mọi thứ.
Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu những gì các anh chị thấy cái điều Nga chia sẻ ok thì các anh chị có thể cho Nga một cái like, và các anh chị có thể đăng ký và theo dõi những cái đoạn clip kế tiếp của Nga. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn một đêm thật là vui vẻ cùng người thân và gia đình, và sẽ có những cái giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho một tuần mới được mọi sự may mắn.